thông khu đô thị Vinhome Smart City và khu đô thị Galaxanco Lê Trọng Tấn. Vâng, hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thọ cập nhật cho quý cô bác anh chị tiến độ thi công điểm kết nối giữa khu đô thị Vinhome Smart City và phân khu A khu đô thị Galaxanco Lê Trọng Tấn. Xin được chúc mừng sự giao thương trong thời gian tới của hai khu đô thị. Tôi cho rằng sự kiện này giúp cho việc đi lại trở nên thuận tiện hơn, cũng như các hoạt động kinh doanh ở đây trở nên nhộn nhịp và đông đúc, đồng thời cũng làm gia tăng thêm cái giá trị bất động sản tại hai khu đô thị này. Quý vị và bạn đánh giá thế nào? Hãy để lại một bình luận nhé.